Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 495 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Trước tình hình trên, các trường mẫu giáo, mầm non và cơ sở giữ trẻ tư thục trên địa bàn huyện đã và đang tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh nói chung, bệnh tay chân miệng nói riêng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ. Năm học này, trường mầm non Bình Sơn ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành tiếp nhận nuôi dạy 430 trẻ, chia thành 14 lớp. Để trẻ không bị nhiễm khuẩn các mầm bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng, các giáo viên phụ trách lớp thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn trẻ rửa tay trước các bữa ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng. Đồng thời nhà trường cũng duy trì thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi để phòng bệnh cho trẻ. Đầu năm học thì những trẻ từ lớp trò trở lên đã có những kỹ năng về giữ gìn vệ sinh, nhưng những cháu lần đầu đi học thì chưa biết gì hết, nên các giáo viên phụ trách lớp sẽ hướng dẫn cho các bé các cách thức vệ sinh theo từng bước, rửa các ngón tay, mu bàn tay và kẽ tay bằng xà phòng cho sạch sẽ, qua đó hình thành cho trẻ những thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân ở trường cũng như ở gia đình, đảm bảo tay chân luôn sạch sẽ để phòng tránh bệnh tay chân miệng. Hàng ngày thì các giáo viên phụ trách sẽ lau dọn sạch sẽ lớp học trước khi đón trẻ. Còn cuối tuần thì tất cả các giáo viên, nhân viên đều phải tập trung làm vệ sinh đồ dùng, đồ chơi. Thì tất cả những vị trí mà trẻ tiếp xúc trực tiếp bằng cái dung dịch chloramin B. Thì ngoài ra, nhân viên y tế và giáo viên phụ trách lớp sẽ theo dõi sát trẻ mỗi ngày để sớm phát hiện ra các trường hợp mắc bệnh, có biện pháp cách ly và báo phụ huynh đưa đến trẻ đến cái cơ sở y tế điều trị kịp thời. Toàn huyện Long Thành có 26 trường mầm non, mẫu giáo công lập và tư thục. Bên cạnh thực hiện vệ sinh lớp học, đồ chơi, đồ dùng học tập, hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân đúng cách, các trường cũng sẽ chú trọng đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ để trẻ phát triển thể chất, nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động các phụ huynh cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng bệnh tay chân miệng. Trước khi vào năm học mới thì ngành giáo dục cũng phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện, Trung tâm y tế huyện phun xịt thuốc khử khuẩn cho các trường mầm non trên địa bàn huyện, tập huấn cho cán bộ giáo viên, nhân viên các trường về các công tác phòng chống tay chân miệng. Ngoài ra thì Trung tâm y tế huyện cũng đã cung cấp cho các trường là từ 3 đến 5 kg chloramin B, chỉ đạo các trường xuyên suốt trong một năm học phải phòng chống bệnh tay chân miệng trong nhà trường, không để học sinh mắc phải căn bệnh này. Tình hình bệnh tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp, mà trường học là môi trường rất dễ lây lan dịch bệnh. Vì thế, bên cạnh các biện pháp phòng bệnh của ngành y tế và giáo dục, các bậc phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có biện pháp bảo vệ tốt sức khỏe con em mình trước căn bệnh nguy hiểm chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị đặc hiệu này.